này thiện hiện bố thí ba la mật đa chẳng khác pháp giới trơn như thật tế tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng khác pháp giới trơn như thật tế này thiện hiện bốn tịnh lự chẳng khác pháp giới trơn như thật tế bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng khác pháp giới trơn như thật tế này thiện hiện bốn niệm trụ chẳng khác pháp giới trơn như thật tế bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng chẳng khác pháp giới trơn như thật tế này thiện hiện pháp môn giải thoát không chẳng khác pháp giới trơn như thật tế pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng khác pháp giới trơn như thật tế này thiện hiện pháp không nội chẳng khác pháp giới chân như thật tế pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, tất cả pháp môn đà la ni chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện bậc cực hỷ chẳng khác pháp giới chân như thật tế bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc phát vân cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện năm loại mắt chẳng khác pháp giới chân như thật tế sáu phép thần thông cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện mười lực phật chẳng khác pháp giới chân như thật tế bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, đại từ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, pháp không quên mất, chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế.